lên đây phi với mẹ đây mày. Đúng phải cắt mắt cái gia đình luôn. Sáng nay chờ cá nhiều lắm. Nhưng mà toàn ba cái cá như vàng như làm ruột à? Cái gì để ăn mình không? Cái gì chiên nó giòn bào ngư di cá mình ăn mà di cá hổ à khổ khổ ăn di cá khó. Mình chiên ít miếng ăn dưa chua rồi còn ho cà. Cái này làm sao? Cái cách ra ngoài để nguyên. Để nguyên làm cái một cái nhỏ là cái này. Chim nhỏ vậy ta.